Xin chào các bạn. Rất là vui khi một lần nữa được cộng tác cùng với thầy Hộ và gặp gỡ các bạn sinh viên trường FPT Poly nói riêng và các bạn trường sinh viên khác nói chung. Thì cái hôm nay là ngày thứ sáu, cũng là cuối tuần rồi. Mình cũng biết là các bạn đã trải qua một cái ngày làm việc rất là mệt mỏi ngày hôm nay. Thường thì buổi tối như thế này thì mọi người sẽ có thời gian dành cho gia đình, cho bạn bè. Nhưng mà mình rất là trân trọng một cái điều là các bạn đã bỏ bớt một cái thời gian quý báu để mà các bạn tham gia vào một cái buổi talk show ngày hôm nay. Đứng trên cương vị của một cái người có kinh nghiệm ở trong cái ngành UI/UX này và mình cực kỳ rất là trân trọng những cái bạn đã tham gia vào cái buổi ngày ngày hôm nay để mà mình tiếp thêm những cái kiến thức để mình có thể là mình làm những cái bài của mình nó được hoàn thiện hơn. Thì cái buổi ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ về một cái khía cạnh rất là nhỏ ở trong trong UI và UX thôi, nó không hoàn toàn nó không chiếm một cái số điểm quá lớn, nó nằm ở tầm 10% đến 20% số điểm như anh Sunny nãy có chia sẻ. Thì visual design nó nằm ở trong phần UI, tức là user interaction ha. Thì mình có một cái slide nhỏ sau đây và chắc là mình sẽ chia sẻ cái slide này cho mọi người. Mình xin phép được chia sẻ màn hình nha. Rồi. Thì trước khi để bắt đầu thì mình chắc giới thiệu bản thân mình sơ một chút. Có một số bạn ở đây thì đã biết Huyền, còn một số bạn thì lần đầu tiên join một cái buổi như hôm nay. Thì mình tên là Thanh Huyền, hiện tại mình đang làm UI UX Manager của Renderverse, một công ty của Singapore. Mình đã có kinh nghiệm làm việc ở những sản phẩm, ở những hàng sàn thương mại điện tử như là Tiki, cùng build một số những cái sản phẩm ở những cái công ty về IT khác. Và có đã từng thiết kế qua những cái sản phẩm về công nghệ blockchain, crypto. Và mình đánh giá là visual trong UI design nó là một trong những yếu tố khá là quan trọng. Bởi vì ở hiện tại mọi người có thể thấy là khi mình sử dụng một cái sản phẩm thì cái tính chất đẹp nó được khá là nhiều mọi người quan tâm. Tại vì để mà sử dụng một cái sản phẩm nó có cái tính khả dụng trong cái thiết kế, người ta còn care đến cái việc là nó có đẹp hay không nữa. Khi mà các bạn mở một cái app lên mà nó không đẹp, nó không bắt mắt thì rất là dễ khiến cho các bạn cảm thấy là không muốn tiếp tục sử dụng cái sản phẩm đó nữa. Thì visual design, mình có định nghĩa một chút xíu về cái visual design lúc đầu. Thì thằng visual design này, các bạn có thể nghe cái từ visual design này rất là nhiều, không chỉ ở trong UI UX. Visual design các bạn có thể nghe ở trong cả graphic design này, trong cả motion design, nói chung là nói về thiết kế, nói chung các bạn nghe cái từ visual design rất là nhiều. Thì cái hàng visual design này nhìn mình có thể nói nó là một cái từ Việt hóa ra gọi là thiết kế trực quan. Về thiết kế trực quan nghĩa là sao? Là những thứ mà chúng ta nhìn bằng mắt và chúng ta cảm nhận được qua những cái giác quan của mình, ví dụ như là các bạn cảm nhận qua màu sắc, qua font chữ, qua hình ảnh ở trong một cái sản phẩm thì nó gọi là visual design ha. Nó tập hợp rất là nhiều thứ ở trong cái visual design này. Và khi mà các bạn nhìn những cái thứ đó, các bạn có một cái cảm xúc ở trong cái thiết kế đó, nó truyền ra một cái cảm xúc thì visual design chính là như vậy. Ví dụ như là các bạn có, trước khi mà các bạn bắt đầu một cái dự án, thường là các bạn sẽ có cái bước gọi là ideation. Ideation các bạn có thể là lên trên những cái trang web để các mình có thể là research này, mình tìm kiếm những cái thông tin hoặc là tìm kiếm những cái reference để mình có thể là nó cho mình cái mood board để mình thiết kế. Thì khi mà các bạn lên những trang web như Behance, Ripple, rồi Pinterest đúng không? Thì khi mà các bạn vào những cái trang web đó thì có những cái thiết kế nó tự nhiên nó lại hấp dẫn các bạn và các bạn cảm thấy là ồ, cái thiết kế này rất là đẹp. Nhưng mà các bạn sẽ khó thể nào giải thích được tại sao mình lại thấy cái thiết kế đó đẹp. Thì nó có một vài những cái principle ở trong cái visual design này, nó lý giải tại sao cái thiết kế đó nó gọi là đẹp ha. Thì một cái thiết kế, xin lỗi, cái này bên mình share thì mình có mới nhìn thấy rõ cái slide không ạ? Thế rồi chị ạ. Ok, nếu mà cái slide của mình có bị đứng ở đâu hay là
mạng mình có vấn đề thì các bạn cứ cứ nhắn trên chat để nói mình nha. Thì cái visual design ở đây á, là mình thiết kế ra một cái gì đó nó hấp dẫn người dùng, mà nó catch được cái gọi là cái attention của cái người mà view cái thiết kế của mình, thì nó gọi là visual design. Và cái thiết kế đó nó phải truyền cho cái người xem một cái cảm xúc. Cảm xúc ở đây có thể là về cái style của cái người thiết kế, có thể là một cái branding của một cái thương hiệu, một cái thông điệp của một cái nhãn hàng ở trong cái thiết kế của mình ha. Rồi, và cái khác biệt của visual design ở trong cái thiết kế UI nó là gì? Đó là visual design có thể guide cho cái người user biết được rằng họ sẽ phải làm gì trong cái màn hình đó. Họ sẽ làm điều gì tiếp theo, cái mục đích của cái màn hình đó là cái gì, cái thiết kế đó là cái gì. Thì mình phải có một cái sự hướng dẫn và một cái thể hiện cái mục đích của mình trong cái thiết kế đó ha. Rồi, thì như nãy mình có nói á, tại sao mình có thể đánh giá được một cái thiết kế là có đẹp hay không? Nó đẹp, nhưng mà đúng là mình nhìn một cái thiết kế mình cảm thấy nó rất là hài hòa, rất là đẹp, nhưng mà mình lại cũng không lý giải được là tại sao nó đẹp, đúng không? Thì thường á, là mình sẽ có những cái principle để mình đánh giá được một cái thiết kế, tại sao cái thiết kế đó đẹp, tại sao cái thiết kế đó hài hòa ha. Thì do là cái thời lượng chương trình nó sẽ không có, nó có một cái giới hạn, cho nên mình sẽ chọn lựa một trong những cái principle mà mình cho rằng là nó có những cái impact lớn tới cái thiết kế của các bạn. Thì trong đó thì mình có về scale, về visual hierarchy, balance, contrast, và một cái gọi là principle về gestalt. Thì mình sẽ đi sơ về những cái principle ở đây, và mình chắc chắn rằng khi mà mình đi mình nói về những cái principle ở đây thì các bạn phần nào cũng sẽ nắm được cái nguyên lý là tại sao mà mình để mình thiết kế ra được một cái sản phẩm đẹp ha. Rồi, rồi đầu tiên là mình sẽ đi về cái scale. Ở đây thì các bạn có thể nói đó là một cái tỷ lệ, một cái tỷ lệ ở trong thiết kế. Trong một cái thiết kế thì các bạn có thể thấy, ví dụ như mình có một cái ví dụ ở đây cho các bạn thấy, mình có tập hợp một loạt những cái hình tròn nhỏ như vậy. Thì khi mà mình vừa bật cái màn hình này thì các bạn sẽ chú ý tới cái hình tròn nào đầu tiên? Nó có phải là các bạn sẽ chú ý tới cái hình tròn lớn ở phía cuối đầu tiên đúng không? Tại vì nó có một cái kích thước to hơn so với những cái thằng còn lại ha. Thì vì sao mình nhìn vào một cái là mình chú ý đến cái thằng đó liền? Tại vì thứ nhất là nó có một cái sự khác biệt với những cái element xung quanh, và thứ hai là nó có một cái kích thước to hơn hẳn, cho nên về cái tâm lý học của mình á, lúc nào mình cũng chú ý vào những cái gì đó nó khác biệt và nó nổi bật về cái kích thước. Thì mình có hai cái ví dụ ở trên slide này cho các bạn, các bạn có thể nhìn thấy. Ví dụ như là mình vào trang Medium thì các bạn có thể thấy cái phần mà popular on Medium á, nó có một cái hình ảnh to hơn những cái khác. Ngoài ra nó cái component chứa cái popular, cái article này nó to hơn những cái xung quanh, đúng không? Thì khi mà nhìn vào đây thì mình đã chú ý tới cái phần khác lướt ở trên này đầu tiên. Thì khi mà các bạn thiết kế, các bạn cũng phải cho được cái người dùng biết được là các bạn đang muốn focus vào cái thông tin gì, đang muốn gửi cho họ cái độ quan trọng của mình, muốn gửi cho họ là mình muốn focus vào cái gì. Thì mình sẽ cố gắng làm cái đó có cái scale khác biệt so với những cái element khác trong cái thiết kế của mình. Các bạn có thể nhìn thấy cái slide tiếp theo nữa, đó là một cái màn hình các bạn nghe nhạc. Các bạn có thể thấy những cái màn hình này ở trong Spotify này, các bạn có thể vào trong Zing MP3 để các bạn có thể thấy một vài những màn hình. Thì khi mà các bạn vào trong một cái người ca sĩ thì nó sẽ có một cái list album của những cái người singer này hát những cái bài gì, đúng không? Thì cái phần quan trọng nhất ở trong đây mà mình muốn làm nổi bật đó là album này của ai, tên của ca sĩ đó là gì. Cho nên các bạn có thể thấy là gần như là một nửa cái màn hình này
dùng để thiết kế về cái để cái hình ảnh của cô ca sĩ và cái tên của cô ca sĩ, và sau đó là một loạt những cái list bài hát của cái cô ca sĩ này. Thì khi mà các bạn nhìn vào đây, các bạn sẽ thấy là ok, mình thấy được cái chính cái phụ ở trong cái thiết kế của mình, và mình muốn là truyền đạt cho người ta đến cái chính đó đầu tiên, sau đó họ coi xong rồi họ mới đến cái phụ ha. Rồi ở đây mình cũng sẽ có một số những cái gọi là cái ví dụ để cho các bạn có thể mường tượng hóa được cái gì mình nói. Thì khi mà đập mắt vào trong cái màn hình này thì các bạn có thể thấy là cái khung mà mình để mà mình nhập về cái địa điểm, về thời gian, nó nằm ở ngay giữa và nó chiếm một cái không gian rất là lớn. Thì cái mục đích của cái trang này là để cho mình có thể là mình chọn cái địa điểm đến, và nó sẽ ra một loạt những cái trip, những cái của chuyến đi chơi á, mình nó stress cho mình ở trong cái trang web này. Thì ngoài cái cục này ra, các bạn có thể thấy ở phía bên tay trái này mình sẽ có một loạt những cái icon nó nhỏ hơn, nó có kích thước nhỏ hơn. Thì khi mà mình có một cái sự phân cấp về cái kích thước thì mình có thể biết là cái mục đích chính của cái trang này là muốn người dùng để làm cái gì, đúng không? Thì khi mà các bạn bắt đầu cắt tay vào thiết kế cũng vậy, các bạn phải ra được một cái function chính của cái mình muốn thiết kế trong cái màn hình đó là cái gì, và mình muốn user ở trong cái màn hình đó thực hiện những cái thao tác nào. Thì lúc đó mình sẽ thiết kế focus vào những cái đó, áp dụng những cái nguyên lý visual design này vào trong cái thiết kế để mình làm nổi bật lên những cái mà mình muốn user focus hơn ha. Rồi mình sẽ nói sơ về những cái gọi là spacing và alignment, đó là về cái khoảng cách và về cái vị trí của cái các component, những cái element ở trong thiết kế của mình. Thì mình cũng có thấy một cái ví dụ gần như là cái ví dụ ban nãy. Khi mà các bạn mình có một tổ hợp các hình nhỏ, hình tròn nhỏ ở đây, và lúc này nó không có sự phân biệt về kích thước, những cái hình tròn ở đây nó có cùng cái kích thước đúng không ạ? Nhưng mà khi mà các bạn nhìn vào đây một cái, các bạn có thể focus ngay vào cái việc là có ba cái hình tròn nhỏ ở bên góc tay, ở bên góc tay trái, nó ở gần nhau. Thì lúc này não bộ của chúng ta như thế nào? Não bộ chúng ta tự phân tích cái việc đó, và chúng ta gom được cái ba cái hình tròn này gần như là nó thuộc một cái group, một cái nhóm gì đó tách biệt so với những cái hình tròn còn lại. Thì mình có thể áp dụng cái này vào trong cái thiết kế của mình ha, và cái thiết kế UI của mình, đó là mình đưa những cái thành phần, những cái component nó chung một cái information và chung một cái section như nhau, để mình có thể là mình phân tách ra được những cái information architecture ra, để cho họ biết được rằng khi mà vào đây những cái thông tin này nó thuộc một cái group riêng, một cái thông tin này nó nói về một cái group khác, một cái thông tin về những cái khác, mặc dù những cái component ở bên trong đó nó có cùng kích thước như nhau, nhưng mà mình nhìn vào thì mình cũng có thể là biết được ngay là nó thuộc những cái cấu trúc thông tin khác nhau ha. Mình đã có một cái ví dụ ở đây cho các bạn có thể hiểu được cái việc đó. Ví dụ như là ở hai cái section này thì mình có thể thấy là cái spacing giữa cái title ở trên là recently played và cái card ở dưới thì nó gần hơn là cái section, toàn bộ những cái section của recently played đến make for Elizabeth ở dưới, nó có một cái spacing lớn hơn. Thì khi mà nhìn vào những cái màn hình này, cái não bộ chúng ta tự tự nhiên nha, là chúng ta có thể biết được rằng những cái khác, những cái component nó sẽ thuộc những cái tập hợp khác nhau. Và lúc này thì mình có thể là mình sử dụng một chút xíu về spacing thôi, một chút xíu về alignment thôi, và mình có thể là phân tách ra được những cái cấu trúc thông tin khác nhau, để cho người 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 trải nghiệm, người dùng á, họ không có bị bấm nhầm, họ không có bị hiểu nhầm cái gì mà mình thiết kế. Nếu như ở một cái màn hình này mà chúng ta thiết kế mà cái spacing ở giữa này mình cho sát lên với nhau thì rất có thể người dùng sẽ bị confused hoặc là bị hiểu lầm luôn là cái card trên này nó thuộc cái make for Elizabeth ở dưới này, đúng không ạ? Thì để một cái thiết kế hài hòa, các bạn nên xem luôn về cái việc mà các bạn phân cách những cái element, những cái component ở trong cái thiết kế của mình ha. Rồi, cũng cái ví dụ như ban nãy thì mình cũng các bạn cũng có thể thấy ở đây nha, đó là toàn bộ những cái icon này nó nằm rất là xa, nó không có liên quan gì đến những cái phần ở dưới này.
thì mình có thể là mình à rồi bây giờ cái não bộ mình là bắt đầu mình biết được rồi á, toàn bộ những cái icon phía bên tay phải này nó thuộc một cái tập hợp thông tin khác, nó hướng dẫn mình đến một cái nơi khác, nó không có thuộc cái action mà mình phải làm ngay ở cái màn hình này, đúng không ạ? Thì tại sao mà mình lại nói là cái yếu tố visual design nó lại có những cái thứ như vậy? Khi mà các bạn trải nghiệm một cái sản phẩm á, có những lúc bạn trải nghiệm các bạn sẽ thấy cái sản phẩm mình trải nghiệm rất là thoáng, vào đây là mình thao tác rất là nhanh, nhưng mà vấn đề là các bạn sẽ chưa bao giờ các bạn lý giải được cái đó theo một cái công thức hoặc là một cái principle nào hết, mà các bạn chỉ có cảm nhận ở trong cái tâm lý của mình thôi. Thì khi mà các bạn biết được có những cái định luật như vậy thì nó cũng dựa trên những cái tâm lý học mà các bạn luôn luôn được thấy, và mình có thể áp dụng những cái đó để mình cho ra được những cái sản phẩm nó vừa hợp lý mà vừa hài hòa con mắt của mình. Rồi tiếp theo đó thì mình sẽ đến một cái gọi là cái phân cấp về cái visual. Phân cấp ở đây nghĩa là gì? Phân cấp ở đây á, là mình sẽ sử dụng ví dụ như là về typography thì mình sẽ có một cái typeface để mà mình chia ra được những cái tầng thông tin, cái nào chính, cái nào phụ ha. Mình sẽ có một cái ví dụ ở đây. Ví dụ như là các bạn nhìn vào trong hai dòng chữ này thì các bạn có thể thấy là cái dòng chữ to hơn, đậm hơn. Mình nhìn vào mình cảm thấy cái dòng chữ ở trên nó là một cái dòng chữ chính, và cái dòng chữ mà nó nhạt hơn, nét nó mỏng hơn thì nó là một cái dòng chữ phụ. Thì trong cái quá trình mình đi làm cũng như là trong cái quá trình mình trải nghiệm một số những cái sản phẩm thì có thể nói đây là một trong những cái lỗi mà mình cảm thấy là nhiều bạn mắc nhất. Các bạn sử dụng một cái màu cho văn bản hoặc là trong cái thiết kế của mình các bạn sử dụng chỉ có một màu cho toàn bộ các test. Khi mà nhìn vào thì mình có thể là mình phân biệt ra được đó là cái nào chính, cái nào phụ, nhưng mà nó cảm giác nó trôi tuột từ trên xuống dưới, nó không có một cái điểm neo vậy trên mắt của mình ha. Mình nhất là các bạn có thể trải nghiệm qua cái đoạn mà những cái đoạn văn bản đó, thì các bạn đọc đó, nó sẽ nếu mà các bạn làm những cái chữ nó cùng một cái size và nó lại cùng một cái màu nữa, thì các bạn sẽ không biết đâu là những cái thứ mà mình phải focus, đâu là title, đâu là subheading, đâu là một cái paragraph. Thì mình sẽ sử dụng cái phân cấp về về size này, phân cấp về cái màu sắc, cũng như là phân cấp về cái độ độ mỏng, độ dày của một cái nét chữ để mình cho ra được cái thiết kế nó được hài hòa. Ở đây thì mình cũng có hai cái ví dụ để mình nói rõ hơn về cái visual hierarchy này. Khi các bạn có thể thấy ở cái màn hình phía bên tay trái, mình có một cái gọi là heading. Thì cái heading này nó một cái size nó to hơn, chữ nó đậm hơn, và sau đó sẽ đến một cái phần subheading là cái chữ nó sẽ nhỏ hơn và cái font chữ sẽ nhạt hơn. Sau đó thì các bạn đã thấy một vài những cái thông tin phụ khác như là người viết bài, ngày, tháng, năm và cái số phút cái bài này được upload lên, thì nó là một cái thông tin rất là phụ, cho nên họ dùng một cái font rất là nhỏ. Thì khi mà mình thiết kế thì sao mà trong một cái màn hình đơn giản thôi các bạn cũng sẽ phải phân cấp thông tin ra, thông tin nào là chính, thông tin nào là phụ, thông tin nào chỉ là một cái thông tin đọc để cho biết info thôi, và cái thông tin nào là để cái người user họ phải tương tác. Thì lúc đó mình sẽ define ra được những cái đó rồi thì mình bắt đầu mình sẽ apply những cái phân cấp về font chữ, mình sẽ apply về màu sắc vào trong cái thiết kế của mình. À, vì ví dụ các bạn có thể thấy ở cái ví dụ kế bên nó cũng rất là rõ. Đầu tiên là các bạn sẽ thấy là trong đây thì có cái title của cái màn hình này, nó sẽ rất là to để cho các bạn biết là mình đang ở một cái trang nào. Tiếp theo đó thì các bạn thấy là cái tab mà recent start và offline thì mình rất là vừa phải bé ở bên trên, nhưng mà nó có được phân cấp với nhau bằng màu sắc. Ví dụ như mình đang active ở một cái tab là recent thì nó sẽ phải đậm hơn hai tab còn lại. Thì
đây là một cái số những cái lỗi mà mình cảm thấy là các bạn thường xuyên sau khi trong cái thiết kế UI UX các bạn bị mắc phải. Các bạn sử dụng những cái màu sắc đồng loạt hết, không có một cái sự thay đổi gì về màu sắc, không có focus được cho người xem được đâu là chính, đâu là phụ ha. Rồi tiếp theo là mình sẽ chia sẻ về cái độ cân bằng ở trong thiết kế. Thì mình nghĩ là những cái bạn mà về bên graphic design chắc chắn là mấy bạn đã có những cái cảm quan, những cái kiến thức về cái này rồi, vì nó rất là gần gũi với mọi người. Mình lấy một cái ví dụ về cơ thể của một con người thôi ha. Tại sao chúng ta có hai mắt, tại sao chúng ta lại có hai tay, có hai chân, mọi thứ nó luôn luôn ở một cái gọi là đối xứng, nó một cái sự cân bằng ở trong một cái con người. Thì cái thiết kế, cái sản phẩm nó cũng như vậy. Các bạn làm việc, các bạn sử dụng cái màn hình máy tính thôi, thì các bạn cũng sẽ thấy là cái chân đỡ máy tính nó luôn luôn nằm ở giữa cái máy tính ha. Rồi mọi thứ đơn giản trong cái cuộc sống mình thôi, mình cũng thấy một cái sự cân bằng, nó luôn luôn tạo cho mình cái cảm giác rất là thoải mái khi mà mình nhìn những cái thứ mà nó cân bằng, nó không có bị lồi lõm ha. Thì cái này mình thấy là được áp dụng nhiều nhất ở trong cái thiết kế website. Khi mà các bạn thường xuyên các bạn vào một cái trang hero banner của một cái website thì các bạn sẽ luôn luôn thấy là về hình ảnh, về text họ chia ra những cái bố cục rất là đều mặt. Một là text về phía một bên và hai là hình ảnh về một bên, và họ có thể chia đôi những cái thiết kế này ra 50-50 chẳng hạn, để tạo cho cái user họ vào họ nhìn một cái thiết kế nó được cảm giác là nó cân bằng. Thì ví dụ như bạn nào mà có cái kinh nghiệm mà về code thì các bạn cũng sẽ được trải nghiệm qua những cái này rất là nhiều. Qua ví dụ như là qua Bootstrap thì các bạn có thể chia tỷ lệ những cái thiết kế của mình. Sau đó khi mà các bạn code thì các bạn cũng responsive nó theo một cái tỷ lệ, đúng không? Và lúc nào nó cũng ở một cái mức là nó cân bằng những cái tỷ lệ đó với nhau ha. Rồi thì mình có một cái ví dụ để minh họa cho những cái gì mình nói. Ví dụ như là các bạn có thể thấy cái ví dụ ở trên đầu á, thì các bạn vừa vào nhìn các bạn sẽ có cảm giác rất là bực bội, đúng không? Cảm giác rất là khó chịu, bởi vì tại sao mà cái thiết kế nó bị lệch nè, rồi nhìn nó bị nặng về một bên, và một bên thì nó cảm giác nó bị rất là trống. Nhưng mà mình chỉ biết là mình cảm giác như vậy thôi, thì các bạn cảm giác như vậy nó cũng có cái yếu tố đó là về balance đó. Mình mất cái yếu tố balance ở trong cái thiết kế như thế này ha. Thì lúc đó các bạn có thể nhìn xuống cái thiết kế ở dưới, cái thiết kế ở dưới ngay sau đó, thì tự nhiên mình sẽ cảm thấy được cái thiết kế này hài hòa quá, nó rất là cân bằng ở cả hai. Vào đây thì mình sẽ cảm thấy cái con mắt của mình này, cái cảm giác của mình nó thoải mái trong cái thiết kế này. Thì khi mà các bạn thiết kế bất cứ cái gì, kể cả poster, kể cả là không chỉ là UI thôi, kể cả là cái file presentation của các bạn nữa, các bạn cũng nên đặt những cái yếu tố cân bằng. Nó là một trong những yếu tố quan trọng để giúp cho cái file của mình nó được hài hòa hơn. Rồi, mình sẽ đi nhanh về một cái principle khác gọi là contrast. Cái này thì mình nghĩ là các bạn graphic design sẽ nắm rất là chắc, đó là về độ tương phản. Thì mình có một cái ví dụ ở đây. Ví dụ như là các bạn nhìn hai cái hình tròn này, thì các bạn sẽ cảm thấy là cái hình tròn nào nó có cái gọi là nó attractive hơn, tức là khi mà nhìn vào các bạn cảm thấy nó nặng mắt cái hình tròn đó, thì các bạn có phải là các bạn cảm thấy là cái hình tròn bên tay phải là nó nặng hơn, đúng không? Khiến cho mình tập trung cái ánh nhìn của mình vào cái hình tròn ở phía bên tay phải nhiều hơn là cái hình tròn ở phía bên tay trái. Thế thì mình sẽ áp dụng cái contrast này vào trong cái thiết kế UI như thế nào? Thì cái mà đơn giản nhất ở trong thiết kế UI mà mình có hay làm đó là về button. Bạn nào mà thiết kế về UI thì cũng đã từng thiết kế qua gọi là button rồi. Button nó là một cái component rất là đơn giản thôi, nó chỉ gồm có text và cái frame bao ngoài cái text đó. Ngoài ra thì trong cái button đó thì nó sẽ có thêm icon cần thiết, đúng không? Thì vậy khi nào các bạn có thắc mắc là
khi nào mình dùng button như thế nào. Tại vì mình vào trong rất là nhiều sản phẩm, mình sẽ cảm thấy là lúc thì những cái button nó không có viền, lúc thì cái button nó có một cái viền mỏng và nó ở trong là nó không có màu, và lúc thì nó là có một cái màu solid rất là đậm ha. Và khi lúc nào các bạn sẽ thắc mắc khi nào mình dùng cái button nào, đúng không? Thì cái button ở đây các bạn có thể thấy mình có 3-4 cái ví dụ ở đây. Thì mình có thể thấy là cái button ở số 3 nó thu hút ánh nhìn của mình nhiều nhất, nó mang cái độ tương phản cao nhất. Ở trong một tập hợp tất cả các element thì những cái element mang cái tính tương phản sẽ được sự chú ý của người dùng nhiều hơn. Đó. Thì mình sẽ sử dụng những cái này, mình apply vào trong cái button là khi mà mình sử dụng button làm primary hoặc là CTA button, thì mình nên mình sử dụng những cái solid button như số 3 để mình có thể là mình kêu gọi cái hành động action vào trong cái button đó. Nó là một cái button kiểu như là chính yếu ở trong một cái màn hình ha. Ngoài ra những cái button số 1, button số 2 cũng được sử dụng, nhưng ở những cái trường hợp thứ cấp hơn là secondary. Khi mà trong một cái màn hình các bạn có nhiều cái action ở trong một cái màn hình, thì mình sẽ bắt đầu mình sắp xếp thông tin là cái action nào là cái action quan trọng nhất, và ngoài cái action đó ra thì user còn có những cái action optional nào để mình có thể sử dụng ở trong cái thiết kế của mình. Thì mình có thể cân nhắc giữa những cái button số 2 và số 1 để mình sử dụng ha. Rồi thì Huyền cũng chắc chắn với các bạn rằng khi mà thiết kế UI, các bạn cũng rất là đau đầu về cái việc là mình sẽ sử dụng màu sắc như thế nào. Khi nào mình sử dụng màu brand, tức là màu chủ đạo của mình, khi nào mình sẽ sử dụng cái màu secondary ha. Thì và tại sao mà UI họ phải generate ra một loạt những cái phân cấp của màu sắc như vậy, và lúc nào dùng màu đậm hơn, lúc nào dùng màu nhạt hơn. Thì những cái mà khi nào dùng cái màu như thế nào thì mình chắc chắn là trong cái quá trình học á, các bạn sẽ được các thầy cô hướng dẫn kỹ hơn. Thì ở đây mình chỉ muốn nói về cái độ contrast của màu sắc thôi. Thì những cái màu sắc á, họ nó mang cái tính nó đậm hơn này, những cái màu sắc nhạt này, và nó mang cái tính nổi bật hơn, cái độ saturation nó lớn hơn, thì nó sẽ hấp dẫn cái con mắt người nhìn nhiều hơn. Thì lúc đó mình sẽ cân nhắc mình xài những cái màu ở cái tầng, ví dụ như là 500. Các bạn có thấy ở đây các cái số tầng ở số 500 này nó được in đậm không ạ? Thì lúc này mình sẽ ưu tiên mình sẽ sử dụng những cái màu sắc ở những cái tầng này, và càng nhạt hơn thì mình sẽ giảm cái độ ưu tiên của nó lại thêm một tầng nữa. Đó. Thì tùy trong cái context của mình thiết kế mình sẽ ưu tiên sử dụng màu nào ha. Rồi như nãy mình có nói á, sử dụng màu sắc là để là mình hấp dẫn những cái chú ý của người dùng vào những cái thứ mà quan trọng nhất. Một số những cái ví dụ ở đây, những cái sản phẩm này chắc là các bạn cũng đã trải nghiệm rồi, ví dụ như là Twitter rồi Spotify ha. Thì mình ở đây mình có thể thấy những cái button nó thuộc dạng là những cái button primary. Đây ví dụ như là cái nút create một cái bài post của Twitter, hoặc là một cái nút shuffle play của bên Spotify, thì các bạn thấy là nó sử dụng màu sắc nổi hoàn toàn so với cái nền và những cái thành phần khác. Thì họ sử dụng những cái màu sắc contrast ở đây để cho những cái CTA quan trọng. Ngoài ra thì các bạn có thể thấy là nút flowing ở đây nó cũng là một cái action ở trong cái màn hình này, nhưng nó không phải là một cái action chính, cho nên mình có thể là mình sử dụng một cái màu khác dịu hơn để mình giúp cho user tập trung cái ánh nhìn vào cái CTA mình đang muốn họ làm ha. Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng cái màu sắc độ tương phản ở trong thiết kế cho những cái ý nghĩa của một cái hành động của user, ví dụ như là cái nút delete của cái màn hình đầu tiên này. Tại sao chúng ta sử dụng màu đỏ? Thì nếu như các bạn đã có học qua những cái gọi là fundamental của design á, thì mình sẽ biết là màu sắc nó sẽ mang những cái ý nghĩa riêng của nó. Ví dụ như là khi mà mình sử dụng màu xanh lá ha, thì mình sẽ có một cái feeling, một cái cảm giác gì đó nó rất là eco, tức là nó thân thiện. Khi mà mình sử dụng một cái màu đỏ thì mình sẽ mang đến cho mình một cái cảm giác là nó rất là nóng nè, nó hối thúc mình, hoặc là nó cảnh báo mình,
Đó. Hoặc là khi mà mình nhìn thấy cái màu đỏ là mình cảm thấy là mình rất là vội vã, hoặc là cái hành động đó nó được nổi bật hẳn so với những cái khác ha. Thì khi mà mình biết được những cái ý nghĩa của màu sắc đó thì mình sẽ apply nó vào trong cái thiết kế mình để nó mang một cái ý nghĩa đặc biệt ha. Rồi mình chỉ sử dụng những cái màu sắc khi mà nó có ý nghĩa. Như như mình có nói á, khi mà các bạn sử dụng một cái màu sắc ở trong cái thiết kế của mình thì các bạn phải lý giải được là tại sao mình lại ở đây mình lại sử dụng cái nút primary, tại sao ở đây mình sử dụng cái nút secondary thôi. Như mình đã nói là mình phải lên được một cái gọi là phân cấp về cái độ quan trọng của cái thông tin ở trong cái thiết kế của mình ha. Khi mà bạn lên được cái phân cấp sự quan trọng của cái độ của cái thông tin của các bạn á, thì các bạn sẽ biết ngay là mình sẽ cần sử dụng cái màu gì trong cái contest đó. Rồi tiếp theo thì mình sẽ đến với một cái principle của Gestar. Thì Gestar là một cái anh người Đức sinh năm 1912 thì mình nhớ vậy. Thì cái anh này á, cái ông này á, ông là một nhà tâm lý học. Thì ông đã ra được một loạt những cái định luật về tâm lý học mà sau này người ta sử dụng nó ở trong thiết kế rất là nhiều. Gần như là nó như là một cái nền tảng. Người thiết kế nào cũng cũng nên biết về cái Gestalt Principle này ha, một cái tâm lý, một cái sự giải thích cho tâm lý học. Thì nó có một loạt những cái nguyên tắc ở trong cái Gestalt Principle này. Nếu như các bạn có thời gian, các bạn có thể lên Google tìm hiểu này, hoặc là các bạn có thể mua sách về, các bạn đọc về cái Gestalt Principle này. Thì nó có một loạt những nguyên tắc như là nguyên tắc về đồng bộ này, nguyên tắc gần bên, hợp nhất, liên tục, đóng kín và chính phủ. Thì mình sẽ không có thời gian để mình đi qua từng cái nguyên tắc này ha. Cho nên các bạn có thể là sau cái buổi này các bạn đi tìm hiểu thêm ở trên Google về một số những cái nguyên tắc sau đây để nó biết nó tác động gì đến trên visual design của mình. Thì trong đó đã có một vài những cái nguyên tắc ở trong này mình đã nói ở trên rồi đó. Ví dụ như là cái nguyên tắc gần bên á, proximity á, thì nãy mình có nói ở trong cái khúc mà mình nói về scale á, là mình đã có nói qua về cái spacing và alignment, thì nó chính là một cái nguyên tắc gần bên. Những cái thành phần ở gần bên nhau thì mình sẽ có cảm giác là nó thuộc về một tổ hợp thông tin thuộc về nhau ha. Rồi, cũng là một số những cái ví dụ và mình muốn các bạn làm nó sự minh họa trực quan hơn cho các bạn. Rồi, thứ nhất là mình sẽ nói về những cái gọi là những cái element ở trong một cái màn hình viewer này đi ha. Thì các bạn có thể thấy là khi nhìn vào đây là một cái màn hình rất là cân mắt. Mình chia ra bố cục hai bên đều với nhau. Một bên là cái hành động là về cái thông tin của cái trang web này nói về cái gì, về cái title, về cái heading, một phần về hình ảnh, và một nửa cái màn hình này chúng ta có thể thấy đó là một cái form để mình có thể điền thông tin, đúng không ạ? Và các bạn sẽ thấy là giữa hai cái thành phần này nó có một cái khoảng cách rất là to, gần như là cái hình ảnh bên này của mình đang giới thiệu, thì các bạn có thể thấy là nó cách nhau một cái khoảng to hơn. Thì khi mà mình nhìn vào đây, não bộ mình tự phân tích được là những cái hình ảnh, những cái thông tin nào nó thuộc về những cái group nào ha, và mình sẽ không bị nhầm lẫn giữa những cái thông tin đó. Ngoài ra những cái element trong cái thông tin này nó được sắp xếp những cái khoảng cách gần nhau hơn thì mình sẽ biết ở đây là nó thuộc về về một cái bộ thông tin riêng biệt. Rồi, ngoài ra trong đây thì mình cũng có thể thấy là nó sẽ đi qua hết những cái principle nãy giờ mình có nói về button này, tại sao mình dùng những cái button primary. Thì ở trong này thì mình thấy là cái nút size up to right này là một cái nút quan trọng nhất, và sau khi mình fill cái form này mình sẽ phải bấm một cái nút này, thì đây là một cái nút quan trọng nhất, thì mình sẽ bắt đầu mình sử dụng cái màu sắc primary cho cái button này. Ngoài ra một số những cái button khác như là login rồi write to user rồi show, nó sử dụng những cái button gọi là ghost button, cherry button, thì mình có thể là mình nó là một cái hành động thứ cấp thôi, mình sử dụng những cái màu sắc, những cái kiểu thiết kế khác. Khi mà nhìn vào hai cái hình ảnh này thì mọi người có thể define ra được là mình có cảm giác là cái hình tròn á, nó mang đến cho mình cái sự mềm mại hơn, có cái sự thân thiện hơn là một cái hình vuông. Thì
cái này là một trong những cái nguyên lý mà cái ông Gastel đó ông có nói lên trong cái đống nguyên lý mà về tâm lý học của ông đó đó. Thì mình có thể là mình lợi dụng về một cái đó để mình apply vào trong cái thiết kế của mình. Tại sao thiết kế mà các bạn sẽ đặt một cái trường hợp là tại sao thiết kế của mình á, cái thì nó bo góc, cái thì nó rất là nhỏ. Thì các bạn có thể trải nghiệm một vài những cái sản phẩm mà về tài chính nè, về nói chung là về những cái mang cái tính nó mang về tính cái uy tín và sự tin cậy á. Thì thường nó sẽ sử dụng những cái angle trong cái thiết kế của họ là những cái angle nhỏ, thì nó sẽ mang đến những cái trải nghiệm mà nó cảm thấy nó vững tin hơn. Còn lại thì khi mà các bạn trải nghiệm một số những cái app nó cần cái sự thân thiện của người dùng hơn, thì các bạn sẽ cảm thấy là họ sẽ thiết kế những cái thiết kế của họ nó có sự bao góc nhẹ, nó mang đến sự mềm mại trong từng cái component một đó. Rồi thì ở đây mình cũng sẽ có những cái ví dụ như vậy cho các bạn. Thì các bạn có thể thấy là tùy vào trong cái đề tài của mình chọn cho cái bài thi này là cái gì, thì mình sử dụng cái component phù hợp. Thứ nhất là về màu sắc, nó có phù hợp với cái đề tài của mình hay không. Thứ hai là về từng cái component nhỏ ở trong đó, mình nên có một cái sự sắp xếp nó phù hợp, đi màu cho nó đúng. Và mình có define ra được là cái sản phẩm của mình nó cần cái gì ở người dùng, nó cần sự tương tác gì của người dùng. Nếu mà cái sản phẩm đó là nó về tài chính đi hạn chẳng hạn, thì mình cần một cái sự gọi là uy tín đến cho người dùng. Thì thường mình sẽ thiết kế những cái component nó góc cạnh hơn một chút xíu ha. Rồi thì nãy giờ mình có nói một loạt những cái gọi là principle về cái visual design, thì mình cũng nói là cái này nó không chỉ dùng được ở trong cái UI, nó có thể dùng trong toàn bộ những cái thiết kế khác của các bạn, kể cả là graphic, và kể cả các bạn thiết kế được một cái file presentation cho nó tốt. Thì mình có coi qua là các bạn sẽ có 20% số điểm ở trong cái file thuyết trình của mình. Thì cái file thuyết trình nó gần như là một cái gì đó tổng hợp lại toàn bộ cái quá trình các bạn tìm hiểu nè, research nè, các bạn lên được ideation nè, xong rồi các bạn thiết kế như thế nào nè, xong rồi các bạn đánh giá lại cái thiết kế của mình. Nó là một cái quá trình rất là dài để các bạn ra được một cái thành phẩm các bạn nộp. Thì khi mà các bạn thuyết trình đó, thì cái file thuyết trình đó nó sẽ bao gồm toàn bộ cái quá trình đó. Thì làm sao để mình có được một cái file thuyết trình mà không thể nào mà nó dài dòng, nó kể lể từ đầu đến cuối các bạn làm cái sản phẩm thế nào. Thì cái file thuyết trình như thế nào gọi là một cái file thuyết trình mà nó hấp dẫn người dùng, người đọc. Thì với mình, một cái file thuyết trình mà hấp dẫn người xem á, là một cái file thuyết trình có một cái nội dung nó cô đọng. Một cái nội dung cô đọng là nội dung như thế nào? Là trong một loạt những cái thông tin các bạn chỉ delivery tới cái người đọc những cái thông tin quan trọng nhất thôi. Nó gần như những cái thiết kế về visual design như nãy, mình cũng phải phân cấp ra được những cái thông tin, những cái thông tin nào là chính, thông tin nào là phụ ha. Thì một cái file thuyết trình các bạn nên chọn đúng một cái format và chọn đúng một cái layout để mình thiết kế, cũng như là mình truyền tải đến cho người xem. Và mình phải define ra được cái người mà xem cái file presentation của mình là những người như thế nào, là những thầy cô hay là những bạn bằng tuổi của mình, hay là ban giám khảo, hay là những cái người như thế nào. Thì mình sẽ phải thiết kế những cái file nó chỉnh chu và cho dành cho những cái đối tượng đó ha. Và một cái mà mình cảm thấy là các bạn hay mắc lỗi nhất ở trong cái file presentation, tức là các bạn không có lên một cái cấu trúc, một cái agenda cho cái file presentation đó. Các bạn chỉ cái nào đẹp nhất các bạn bỏ vào, hoặc là những cái nào mà các bạn cảm thấy là nó sáng giá nhất thì các bạn mang vào. Mà các bạn quên mất là cái bài của mình nói á, nó phải có những cái cấu trúc thông tin dẫn dắt người đọc. Các bạn phải nói những cái thành phần nào các bạn phải liệt kê vào lúc đầu, là hôm nay mình sẽ trình bày về thành phần A, B, C, D. Là những cái thành phần đó là những cái thành phần nào mình sẽ list vào trong cái agenda, hoặc là mình sẽ nói sơ qua lúc đầu ha. Và cố gắng là các bạn có thể lồng một vài những cái câu chuyện khi mà các bạn define những cái problem của user. Tại sao bạn có những cái đề tài như vậy, đúng không?
tại sao mà tự nhiên là các bạn lại làm cái đề tài như thế này mà các bạn không làm những cái đề tài khác? Thì mỗi người sẽ có một cái câu chuyện đằng sau cái đề tài mà mình chọn. Thì thường á, là những cái đề tài đó các bạn sẽ xuất phát từ những cái vấn đề, những cái vấn đề mà các bạn trải nghiệm ở trong cái cuộc sống của các bạn. Thì mình nên nói về những cái vấn đề như vậy thì mình mới ra được cái mục đích, những cái key finding của cái đề tài mình làm. Và khi mà mình các bạn nói ra được thì các bạn phải giải thích ra được cái việc đó ha. Rồi khi mà các tiếp theo là đến khi mà cái ngày mà các bạn thuyết trình á, thì các bạn nên double check cái file của các bạn, kiểm tra lại một lần nữa, kiểm tra về cái thiết bị phát, rồi cũng như là những cái file của mình nó có bị trùng không, hoặc là nó có bị sai chính tả hay không, mình phải check lại một lần nữa. Và trong cái quá trình mà các bạn thuyết trình thì các bạn cố gắng là chỉnh về một là về giọng điệu nè, về body language của mình, để làm sao để có thể là hấp dẫn được cái sự chú ý của người xem ha. Và có một cái phần cuối cùng đó là phần get feedback, thì cái này thì mình sẽ thấy là các bạn thường xuyên bỏ qua, các bạn sẽ ít khi nào các bạn focus vào cái việc đó lắm. Ví dụ như là mình thuyết trình về cái file thiết kế của mình xong thì mình sẽ coi như là mình xong cái bài đó là xong, đúng không? Nhưng mà cái lời khuyên của Huyền ở đây là gì? Đó là các bạn sẽ cố gắng là sau khi buổi thuyết trình của mình xong, hoặc là khi mà các bạn gửi cái file thuyết trình này đi đến các ban giám khảo, thì mình có thể là mình đến mình collect một vài những cái feedback của cái người xem ngày hôm đó, để mình có thể rút kinh nghiệm cho được những lần sau. Tại vì có thể là các bạn có thể trình bày thêm cái file này ở rất là nhiều nơi khác, hoặc là các bạn sử dụng những cái file này trong những cái mục đích khác. Thì thường mình rất là đánh giá cao những cái bạn mà có thể làm những cái bài test trong những cái cuộc thi lớn như vậy. Tại vì sau khi các bạn làm những cái sản phẩm của các bạn làm, các bạn nộp bài lên có giải thưởng hay không, nó cũng là một thứ có giá trị của các bạn. Và những cái thứ này các bạn có thể dùng để bỏ vào portfolio trong tương lai, không có chỉ là các bạn làm một cái cuộc thi xong rồi các bạn bỏ toàn bộ những cái sản phẩm của mình đi. Cho nên khi mà mình làm, mình nên trau chuốt cái file presentation này của mình, cũng như là cái file mà mình delivery tới cho bên ban giám khảo. Thì mình có thể là sau này cái file đó mình có thể giúp mình là hoàn thiện hơn cái portfolio của mình, để mình tới con đường sự nghiệp sau này ha. Thì đó là một trong những cái mà mình đưa ra những cái lời khuyên cho các bạn trong cái buổi ngày hôm nay. Thì cái process mà để tạo ra một cái presentation thì mình cũng có nói sơ ở trên rồi. Thì rất là mong cái buổi mà mình chia sẻ ngày hôm nay nó sẽ có ích cho các bạn, để giúp các bạn có một cái thiết kế nó được hoàn chỉnh hơn, nó có những cái phân biệt được những cái mà thông tin quan trọng ở trong cái thiết kế của mình. Cái nó sẽ có hấp dẫn người dùng hơn, và nó đúng là nó truyền tải được cái thông điệp của các bạn trong cái sản phẩm nó tốt hơn. Khi mà cái sản phẩm nó truyền được tải được cái ý định của các bạn thì ban giám khảo kiểu như là sẽ chấm cái bài điểm đó rất là cao, tại vì họ nhìn vào họ sẽ hiểu được các bạn đang muốn cái gì trong cái đó. Thì visual design mình nó có thể nói là những cái gì đó nó mang tính thẩm mỹ trên cái thiết kế của mình. Và những cái thẩm mỹ thì các bạn thấy là người thì nói đẹp, người thì không nói đẹp, đúng không ạ? Nhưng mà nếu như các bạn đi theo một vài những cái principle mà mình có giới thiệu ngày hôm nay thì hầu hết với một số người, họ sẽ cảm thấy luôn luôn cái thiết kế của các bạn nó hài hòa. Cho dù là các bạn sử dụng màu gì đi chăng nữa, coi chừng là các bạn sử dụng bất cứ cái phong cách nào trong các cái thiết kế của mình. Nhiều bạn thiết kế không cần thiết là các bạn phải chạy theo trend, trend này trend kia là nó xuất hiện vào năm nay mình dùng là nó sẽ đẹp hơn. Không, các bạn có thể thấy là một loạt những cái sản phẩm hiện nay nó vẫn giữ những cái phong cách thiết kế cách đây 2-3 năm, nó vẫn mang được những cái impact tốt đến cho user. Họ không cần phải thiết bị là chạy theo trend ha. Thì thiết kế đẹp hay không, nó không phải là trend, mà nó là một trong những sự tổng hợp của những cái thiết kế mà nó đánh vào tâm lý của người dùng. Nó sẽ khiến cho người dùng cảm thấy thoải mái, cảm thấy hài hòa khi mà họ trải nghiệm trên cái sản phẩm của mình. Rồi. Chắc là mình sẽ kết thúc buổi present ngày hôm nay.
để có thể là nhường một số những cái thời gian khác để đến cho các bạn đặt câu hỏi cũng như là cho các thầy cô có thể chia sẻ thêm về cái chương trình này. Một số những cái câu hỏi mà các bạn thắc mắc về visual design hoặc là về UI hoặc là về UX, các bạn cũng có thể là nhắn trong cái khung chat và mình có thể là trả lời các bạn. Thì do là cái thời lượng của cái buổi ngày hôm nay nó cũng không được nhiều để mà Huyền có thể chia sẻ sâu hơn về cái visual design và cái UI nói chung đấy, thì mình mong rằng là sau cái buổi buổi thuyết trình ngày hôm nay thì các bạn có thể là dựa vào những cái thứ mà Huyền có gợi ý trong cái buổi present ngày hôm nay, các bạn có thể lên trên Google các bạn tìm hiểu thêm về những cái thông tin đó dựa trên những cái gì Huyền nói ngày hôm nay ha. Rồi, Huyền rất là cảm ơn mọi người.